Nhắc đến tiếng Tưởng giặc tuổi thơ, chắc ai cũng hào hứng kể ra vô vàn thứ như kẹo bông, cao su, dưa hấu, bon bon, ô mai, kem chanh, bánh quế đổi bằng dép rách và cả những chiếc quẩy đùi gà xinh xắn, thơm phức cổng trường mỗi chiều đi học về. Ở Hà Nội, món quẩy chẳng hề thiếu, đi ăn phở sáng thì kiểu gì chẳng có dăm ba chiếc kèm theo, hoặc trời rét thì những miếng quẩy cắt bé dài thả vào bát cháo trai nóng dậy cũng khiến bao nhiêu người phát thèm. Tuy nhiên, đấy là quẩy mặn chị em à, món quẩy đùi gà tuổi thơ thế hệ thật khó kiếm giữa phố phường bon chen bây giờ. Nó khác với quẩy mặn ở chỗ hình dạng đúng như miếng đùi gà, sau khi chiên thì phồng lên bé dài xinh xinh, phủ một lớp bột đường trắng tinh mịn màng, vị ngọt, tan lung trong miệng như kẹo bông. Khó tìm, nhưng không phải là không có các mẹ à. Chỉ là ngẫu nhiên phát hiện được một hàng quẩy đùi gà chuẩn vị tuổi thơ, được làm khéo léo đến mức khó tin, nên xin giới thiệu ngay để chị em tìm đến trải nghiệm những ngày Hà Nội giao mùa ấm ương. Đấy là một cửa tiệm bé bỏng xuyên, bé dài đến mức không nhìn kỹ thì chẳng ai phát xuất hiện ở đó có một hàng bán quẩy, nằm ở đầu con ngõ đối diện với trường mầm non trên con phố 8/3, quận 2 Bà Trưng. Cứ tờ mờ sáng, hai cung phi chồng bác chủ quán tóc điểm bạc lại lôi cua dọn hàng, cắt bột, đun dầu, thơm phức cả một góc phố. Lũ trẻ đi học sáng luôn tiếu tiết đòi bố mẹ mua vài chiếc quẩy ở đó để ăn, hôm nào quán không mở là buồn thêm cả đám. Lúc tôi ghé vào ăn là quán đã gần đóng cửa, phố phường đã lên đèn. Còn lại ít bột, bác trai tên mong ngồi ráng nốt cho tôi ăn. Vừa đảo đóng đùi gà bằng bột nhảy tưng tưng trong chảo dầu to đùng, bác vừa kể bằng giọng vô cùng thân thiện, vợ chồng bác ở trên Sa Gia Cơ, nhưng con trai với con dâu đón xuống đây cho gần. Không có gì làm nên bác nghĩ đến việc mở quán ăn, ngẫu nhiên lại thích làm quỷ, thế là học làm rồi bán thôi. Được cái các con rất ủng hộ, bảo bố mẹ thích làm gì cũng được nên hai bác cũng túc tắc bán cho vui, ăn hưởng tuổi già. Hình như chị Quỳnh con dâu bác mua nghe thấy nên ló đầu từ trong ra tủm tỉm cười. Hầu như chiều nào tan ca chị cũng chạy xe qua phụ bố mẹ chồng, thon thót làm đủ thứ cho tới khi quán đóng cửa. Vì quán quá bé dại, chỉ khoảng hơn 6 mét vuông, nên bên trong luôn là chị và bác gái đứng làm bột, sơ chế, còn bác trai ngồi ở dĩa hè ráng quẩy bán cho khách, cửa quán chỉ đủ kê thêm dọn dẹn mỗi một chiếc bàn nhựa và mấy cái ghế con. Ai tiện thì ngồi ăn nhanh, còn không thì khách chủ yếu mua mang về. Bác mua bảo, bác làm thuê những mấy chục năm, ở trên núi liên quan chỉ việc nhà nông, trồng và chăm cây cối, thi thoảng đi phụ hộ, bươn vác thuê. Nay quá 60 thế hệ được làm ông chủ, hòa bình làm thứ mình thích, mà lại được nhiều khách ủng hộ dù chẳng quảng cáo gì, nên cả hai cung phi chồng bác đều sung sướng hạnh phúc lắm. Trò chuyện dăm ba câu thì quẩy chín, một đĩa đùi gà tiếng Thưởng rộn thơm phức đặt ngay trước mặt tôi. Món này phải ăn nóng thế hệ ngon, và đừng có dùng đũa hay thìa gì cho cầu kỳ, cứ lấy tay mà nắm rồi đút gọn vào miệng, cảm nhận vị ngọt thanh dịu dàng từ lớp bột đường ngoài vỏ, còn lớp bột bên trong thì nở bung tăng ngay đầu lưỡi. Tôi thề với các mẹ, năm chiếc quẩy được chén gọn trong tích tắc, muốn lương bụng thì chắc phải 20 cái thế hệ bỏ. Giống hệt với hương vị quẩy cách đây hàng chục năm, ở những gánh hàng rong dọc phố phường Hà Nội cũ. Ngắm và trải nghiệm quẩy thì nhanh, tưởng chừng dễ dàng, nhưng để làm ra chiếc đùi gà bằng bột ngon lành ấy thì đòi hỏi người làm phải rất khéo tay. Ngay từ khâu nhào và ủ bột qua đêm, nếu làm không cẩn thận thì bột sẽ bị chua, quẳng, thậm chí kiến bò vào, trộn không đều tay cũng ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng quẩy khi rán. Quẳng mẻ bột là coi như dứt đi hết. Các công đoạn làm quẩy đều được cung phi chồng bác mô thực hiện thủ công hoàn toàn, phụ thuộc hải nghiệm để tính thời gian của bột, cắt khung, rán quẩy thật nhanh để vừa chín tới, giòn thơm, không bị cháy làm hỏng hương vị quẩy. Bác Thúy cung phi bác mô đã cất dứt mẻ bột cuối cùng, ngồi xuống góp vui với khách, mỗi cái việc rán quẩy để bán, ngày nào cũng như ngày nào, thế mà cả năm qua tôi vẫn cãi nhau với ông này suốt đấy cười. Vợ chồng tôi bán để đỡ nhàn hạ rỗi quá thôi, giờ già rồi chẳng làm gì nặng nhọc được nữa, quây quần với con cháu là đủ rồi. Nhưng không ngờ là bán quẩy cũng vững lắm, có đồng ra đồng vào, đủ tiền cho cả nhà du lịch chơi xa với nhau dăm ba chuyến, biết đó biết đây. Chị Quỳnh tiết lộ, một ngày bố mẹ chồng chị có thể bán được từ 1.000-2.000 chiếc quẩy là chuyện bình thường. Khách chủ yếu là các em bé dại và phụ huynh, ngoài ra còn có cả khách sộp như dân văn phòng, vô tình ghé ăn quẩy ở quán bé bỏng siêu này rồi mê mẩn lúc nào không hay. Có những đơn hàng đặt hẳn 400-500 cái một lúc, lắm hôm cung phi chồng bác mô làm quẩy không ngơi tay.
mệt, nhưng mà vui, nụ cười chẳng bao giờ tắt trên môi cặp đôi tuổi xế chiều. Ai cũng quý mến hai bác lắm, bởi bán quỷ ở đây suốt một năm qua, tuy chưa lâu nhưng ai cũng thích sự hiền đức lành, chất phác của cung phi chồng bác Mô. Anh. Tôi đến muộn nên chỉ kịp trải nghiệm vài chiếc phở cuối cùng, bên ngoài là bánh phở quen thuộc da mịn, bên trong là quỷ mặn cắt làm đôi, rắc thêm ít ruốc thịt heo, chấm với nước mắm đặc biệt do cung phi chồng bác Mô tự chế. Pháo. Mới đưa ra thử nghiệm không lâu nhưng chị Quỳnh cho biết bố mẹ chị đã thu được phản hồi tốt của khách, hứa hẹn bán khá chạy, tạo nên dấu ấn ẩm thực thế hệ. Mặc dù rét của mỗi chiếc quỷ đùi gà chỉ 1.000 đồng, quỷ mặn và phở cuốn quỷ đồng rét 3.000 chiếc, nhưng hàng tháng cung phi chồng bác Mô cũng có thu nhập khá ổn, thậm chí còn gửi hết cho con dâu giữ hộ. Chị Quỳnh cười hớn hở khoe, mỗi tháng chị được bố mẹ chồng cho hẳn 30 triệu, thích tiêu gì thì tiêu, sướng không? Nhưng ai cũng biết, cô con dâu hiếu thảo ấy vẫn luôn âm thầm tích góp để bố mẹ chồng được an hưởng tuổi già, dành cho ông bà những thứ tốt đẹp, sang xịn mà trước đây ông bà chẳng dám mơ. Đứng dậy trả tiền, cảm ơn gia đình bác Mô vì một bữa tiếng thưởng chiều vừa ngon vừa ấm lòng như ở nhà, tôi bỗng ước sau này cũng được tận hưởng một cuộc sống an toàn sung sướng như họ. Cả nhà hòa thuận, buôn bán mà như vừa làm vừa chơi, sáng dắt nhau đi chợ làm hàng mở quán, chiều lại cùng nhau dọn dẹp rồi về nhà nấu cơm. Vợ chồng chị Quỳnh thuê một căn biệt thự khá đẹp trong ngõ, gần quán quỷ, để bố mẹ chồng vừa ở vừa cho thuê làm homestay, thi thoảng đóng cửa cả nhà cùng di du du lịch, chẳng bon chen với ai cũng không cần u án mặt mũi làm giàu. Một quán quỷ bé dại, nhưng bên trong đó thực sự là hạnh phúc rất to, lại còn giản dị đáng mơ ước.